Bản tin đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến quý vị đó là: chị ơi là chị, hôm nay là ngày thứ tư 11 tây tháng 10 năm 2017. Ba sạch đã đốt trụi phòng karaoke Phương Anh tại thành phố Hòa Bình. Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại phòng hát sướng karaoke nằm trong quán cà phê Phương Anh tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, đã được một chiến sĩ ta giả làm khách để mà đến viếng thăm và đã lẳng lặng quăng một mồi lửa vào một phòng karaoke đang được lắp đặt thiết bị. Ngọn lửa đã nhanh chóng phực lên kèm theo cột khói cao bốc ra. Chỉ trong vài phút, đám cháy đã bùng phát dữ dội, đã khiến lũ đầu bò phải cháy cho cháy, phải cử 3 xe chữa cháy cùng nhiều thằng đầu bò đến hiện trường để mà tổ chức cứu chữa. Đến 2 tiếng sau, ngọn lửa mới bị dập tắt, nhưng toàn bộ phòng karaoke tại tầng 3 đã bị thiêu sạch chị ạ. Tặng nhiều cành hoa cho những chiến sĩ ba sạch đã, vấn đề là kêu bằng là thực hiện được những cái vấn đề là sự kiện này. Đây là phòng hát karaoke đã được phần lửa lên. Các bạn thấy rõ ràng, hãy tiếp tục như vậy để cho Lisa bỏ cái tật mà ăn chơi sướng trát lọn. Chị ơi chị, căn phòng ngọn lửa đã thiêu rụi quán karaoke ở trong chị ơi. Giỏi. Chị ơi chị, tiếp theo nữa chị tụng kinh trù ẻo hay quá chị ơi. Trời ơi là trời, ba sạch đã treo cổ thằng phó trưởng phòng tài chính kế hoạch ở tại thị xã Ayupa. Hôm qua bắn chết thằng chó phó chủ tịch hội đồng nhân dân, hôm nay người dân ở thị xã Apa đã bắt chước bản lĩnh chính trị ba sạch, đã thanh toán thằng chó phó trưởng phòng tài chính kế hoạch ở thị xã này và đã bí mật bắt đi thằng này vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày thì lũ côn đồ công an đã tìm thấy thằng lãnh đạo cộng sản tài chính đã chuyên hút máu người dân chết ở trong tư thế bị ai đó treo cổ ở khu vực núi Trường Bắc thuộc buôn Chư Phăng A, xã Chư Phăng, thị xã A Phăng. Đúng là người dân ở khắp cả nước đã bắt đầu bắt chước lẫn nhau thực hiện bản lĩnh chính trị. Phải như vậy. Tiếp tục quan hô cho chị. Người dân đã tiếp tục bắt chước ba sạch với lũ đầu bò công an và cảnh sát cơ động. Vào giữa đêm ngày 8 tháng 10, lũ côn đồ công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đang cùng mấy thằng cảnh sát cơ động đầu bò tỉnh Đồng Nai tiến hành kiếm ăn trên địa bàn huyện Trảng Bom. Khi đi đến khu vực tiệm sửa xe VP đoạn ấp An Chu, xã Bắc Sơn thì đã bị ba thanh niên dùng dao lao vào chém đứt gân tay trái thằng đồ tể Quỳnh Ngọc Đát, công an xã Bắc Sơn, rồi chém thằng đầu bò Trịnh Hoàng Đức, phòng cảnh sát cơ động, bị thương. Sau đó thì nhóm ba thanh niên đã rút lui an toàn. Hai thằng công an được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để điều trị vết thương chị ạ. Vui thiệt. Chị ơi, tiếp tục công ty doanh nghiệp Tàu Cẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, cẩu tặc, nó đã thải khí độc Ammonis vào không khí, làm cho 4 người Việt Nam bị nhiễm độc nặng, tách mạng nguy kịch. Mọi gia súc, chó, mèo, heo, gà, đều già da cầm đều ngã lăn ra chết hàng loạt chị ạ. Theo lời kể của người dân thì công ty Tàu Cẩm Vĩnh Lộc chuyên sản xuất gas lạnh đã NH3 đóng ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, không biết vô tình hay là cố ý lại cho nổ bồn chứa gas vào lúc 8 giờ 30 ngày hôm nay, thải ra vô lượng khí độc Ammonis. 4 người Việt Nam ở gần đó đã bị cay mắt, khó thở, rát mắt và bị nôn ói chị ạ. Sau đó đã đưa tới bệnh viện Bình Chánh. Sau khi được sơ cứu ban đầu, rửa mắt, súc miệng, tắm rồi
thì chuyển qua viện bệnh viện Tri Phương để tiếp tục cấp cứu. Vụ thải chất độc vào không khí này đã khiến mọi người dân xung quanh và 1.000 học sinh trường tiểu học An Phú Tây 2 phải di tản tới nơi an toàn. Hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân tại khu vực đã ngã lăn ra chết la liệt chị ạ. Các bạn thấy khốn nạn như vậy đó. Chiến sĩ Ba Sạch đã thanh toán một cây cột điện ở tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bản tin ngắn gọn, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, một chiến sĩ Ba Sạch đã thiêu hủy và đốt rụi một cây cột điện to chính ở vòng xuyến huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc một cách quá dễ dàng và thành công vượt bậc chị ơi. Cây cột điện đã nghe lời và đã cháy, ta nói âm ỉ, tiếng nổ lách tách, rất là vui chị ạ. Ở Việt Nam mọi người, các bạn phải có vấn đề là bản lĩnh chính trị như vậy. Trong tương lai sẽ còn nhiều nữa và nhiều nữa, hãy tiếp tục cho chị. Không có thể nào mà dừng bước lại được. Tới cái thời buổi này rồi là chúng ta phải hành động. Đến tới thời buổi này là phải hành động. Không hành động là Đảng Cộng sản nó sẽ trèo trên đầu của các bạn. Các bạn thấy không? Đó, cây cột đèn nổ nó tắt đẹp đi không? Này không có báo chí mẹ cho nó, chỉ có quay lại để cho mình, cho chị thôi. Báo chí đâu dám đăng đâu. Em nó sợ ghê ạ. Lũ đầu bò tụi bay sợ. Lũ đầu bò tụi bay không dám. Không dám chứ này là kêu bằng là mẹ nó là đăng báo chí về cái cột điện để mà cháy. Tụi bay không dám thôi. Nó sợ đâu. Chị Lisa ơi, chị Lisa buồn lắm chị ơi, khu tên lửa Bình Tân bây giờ toàn là tàu cộng không mà chị à. Ở đó có ngôi chùa Huệ Nghiêm với diện tích là 29.000 m² mà nghe đâu là những thằng tàu cộng nó đã qua và nó nói nó đã mua cái khu đất này rồi để mà nó chuẩn bị nó lấy khu đất này đó chị à. Ghê vậy đó à. Chào bạn, ngày mới vui vẻ. Có thể Lisa nói về thằng Nguyễn Ngọc Lập, thiếu quý Việt Nam Cộng Hòa đang sống ở Mỹ, câm cái mồm thúi của nó lại. Còn vì sao mình nói vậy, bạn thông cảm tự tìm hiểu trên mạng, mình viết ra không có tiện. Em yên tâm, bạn yên tâm nha. Có những người nói là thằng này nó về, nó giả bộ, nó như vậy đó. Nó chơi cái màn kinh kha, nhưng mà trước mắt là cảm thấy là nó đã thua rồi. Nó đã thua rồi chứ kinh kha cái mẹ gì. Kinh kha kinh gì ở đây hết trơn á. Cho nên những này là xạo thôi. Các bạn coi đi. Chị ơi chị, trời ơi gà chị nó bị chết quá trời đó. Thằng Tàu nó thải khí độc ra, các bạn thấy chết không? Đó. Con ơi dậy đi con. Trời ơi nó uống ba cái quá chết, nó chết mẹ hết trơn rồi, dậy đi con ơi. Đó, dậy đi. Dậy đi con. Cho nên phải đốt sạch cho chị. Những cái hãng xưởng của thằng Tàu Cộng phải báo thù, phải đốt sạch cho chị. Mình không có quan trọng đâu, mình chính nghĩa. Cho nên những con chó nào mà nó về nó bưng bô, cho nó về bưng bô. Có nhiều người nói với chị cái tin Nguyễn Ngọc Lập mà chị biết lâu rồi. Có những người vô nói với chị nó giả bộ, nó làm kinh kha để nó về, để mà những đây là kêu bằng á là mẹ nó tìm cách để mà nó coi tình hình trong nước làm sao. Mẹ nó cơ ngục thì nói mẹ nó ngục đi, mà đặt kinh kha thời buổi này làm cho cộng sản nó ngục. Tao còn báo cho tụi bay biết đó nha, cái lũ mà bưng bô tụi bay biết, nhất là thằng Hài Hoài Linh, thằng đảng đĩ nó nghiến răng trèo trèo vụ cái nhà tổ nhà thổ gì của mày đó, mày xây lên đó. Tao cho mày biết, ở tại quận 9
Đúng ra là thằng đảng đĩ ở ngoài trung ương nó ra lệnh là dỡ bỏ cái nhà tổ, cái khu đất ở tại quận 9 của mày. Nhưng mà bởi vì báo chí nó lên quá trời, cộng đồng người Việt Nam người ta chuẩn bị, người ta mong cho nó dẹp đi, để mà người ta cười trên đầu, ỉa trên mặt của con gái mẹ thằng Hoài Linh. Bởi vậy mà cho nên thằng đảng Cộng sản nó mới giả bộ, nó im lặng để cho thằng này xây cất lên. Cho các bạn biết một câu như vậy. Nó nói rằng là thằng Hoài Linh nếu bây giờ mà dỡ cái nhà tổ này đi thì nó ôm tiền bạc, nó trình diễn ở tại Việt Nam đó, nó đem qua bên Mỹ này. Cho nên chi bằng chúng ta chơi một cái âm mưu chính trị, cứ để cho nó xây lên đi. Bởi vì nó xây ở trên đất Việt Nam cũng là của mình. Cho nên khi nó chết mẹ nó rồi thì mình có thể mình giải tỏa, mình lấy cái khu nhà tổ này của nó. Còn nếu mà vấn đề là kêu bằng nó có ủy quyền cho ai đi chăng nữa thì sau này khi mà một ông nào đó con cháu của mình mà đi lên rồi thì mình sẽ giải tỏa cái khu nhà tổ, nhà thổ gì của nó chứ có mẹ gì đâu. Cho nên mày xây nhiều nhà tổ nữa đi. Báo cho mày biết một cái tin như vậy nữa. Tụi mày đừng có ngục. Ở đây người ta biết hết trơn à. Nha. Biết chưa? Không có ai mà ngục không tụi bay đâu. Chỉ có tụi bay giả bộ, tụi bay chơi cái màn kinh kha. Thời buổi này là thời buổi internet, đừng có chơi cái màn kinh kha ở đây nha. Đừng có chơi cái màn kinh kha ở đây. Mệt lắm. Bắt đầu những cái ngày hôm nay Lisa đã đưa cho các bạn coi những cái tin tức rất là nóng bỏng ở trong nước Việt Nam. Các bạn thấy rồi đó. Hôm nay có rất là nhiều những cái tin chính trị mà đang loạn cào cào ở trong xã hội Việt Nam. Thì một thằng chó phòng tài chính Việt Cộng đã treo cổ tự tử vào ngày 10 tháng 10. Nói là nó tự treo cổ nhưng cũng có thể có người giết nó chết rồi tạo hiện trường treo cổ nó lên. Thằng chó đẻ Việt Cộng Đỗ Xuân Thạch là phó phòng tài chính ở Đắk Lắk đã treo cổ tự tử. Không biết treo cổ ở nhà không treo, đi vào trong khu rừng để treo cổ. Nhiều khả năng đây là ám sát lẫn nhau hoặc là thanh trừng lẫn nhau chứ không phải là tự tử. Bởi tự tử thì ở nhà treo cổ chứ làm gì mà phải đi vào khu rừng vắng vẻ để treo cổ. Hiện tại xác của thằng chó đẻ này đã được đưa về nhà để mà mai táng. Nhưng mà nó không dám điều tra sự việc. Các bạn thấy như vậy đó. Thảo đề na vấn đề là cái bạn là treo cổ mà chạy thuốc ở trong rừng để mà treo cổ. Đó, các bạn thấy không? Đó, toàn ten đẹp ghê không? Đó, tao nói chết một con thì đổ một lon thôi chứ không có sao hết. Chị ơi là chị, hai thằng công an đã bị thằng Tàu Cộng nó chém bị thương nặng ở tại Đồng Nai chị ạ. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 9 tây tháng 10 tại Đồng Nai, có khoảng 10 thằng lính của Tàu Cộng nó ăn mặc áo công nhân đang ngồi nhậu trong một tiệm sửa xe ở tại Đồng Nai. Rồi một nhóm công an đi ngang qua thấy nhóm nhậu này có tiền cho nên muốn đòi hối lộ. Nhưng mà 10 thằng Tàu Cộng đã không cho tiền, còn vác mã tấu để mà chém cho những thằng công an này. Hậu quả là cả nhóm 9 thằng công an Việt Cộng bị 10 thằng Tàu Cộng rượt chém tơi bời, phải chạy trốn rồi gọi công an tỉnh xuống để mà tiếp viện. Trong đó có một thằng công an bị chém đứt lìa gân tay, một thằng bị đâm thủng vào bụng phải đi cấp cứu ở trong bệnh viện Đồng Nai, vài thằng bị chém đổ máu phải vô bệnh viện để mai vết thương. Còn nhóm của cái lũ Tàu Cộng thì vẫn không sao, vì công an đảng đĩ quá sợ Tàu Cộng nên chẳng dám đi bắt. Hiện tại đã có tin cho biết cả 10 thằng Tàu Cộng này đều là nhân viên an ninh, người của Tàu Cộng làm việc ở trong Formosa Đồng Nai, nên công an Việt Cộng không dám vào để mà hỏi tội và điều tra. Nó bỏ tật chém lặt lìa lặt lội luôn như vậy đó, các bạn thấy. Đảng đĩ nó giấu tin tức cho nên chị bắt đầu đưa nhiều cái tin tức cho các em thấy. Báo chí thì nó đăng lên là đi ra nhắc nhở đúng giang hồ, hai chiến sĩ công an đã bị chém lặt lìa gân tay mà bị nhóm giang hồ tới chém để cầm thương chị. Tụi bay tại vì tụi bay bú liếm thằng Tàu Cộng cho nên tao phải Tàu Cộng. Nhà đốt cũng là Tàu Cộng, cây điện đốt cũng là Tàu Cộng. Trong tương lai là tao không cho chiến sĩ ba sạch của tao, không có nói trên chương trình tao, nó còn Tàu Cộng. Tụi bay cũng đốt mà có
lên một chó tụi bay, mà khốn nạn cái lũ chó này hết tụi bay bung tàu cộng, cái lũ chó này tụi bay, tụi bay bú liếm tàu cộng, người dân người ta biểu tình, ta chống tàu cộng, tụi bay bắt đầu tụi bay binh tàu cộng, tao cho nó giết chết mẹ tụi bay, cho tao bị bỏ tàu, tao âm thầm tao bí mật tao đi đêm với tàu cộng, tao cho nó qua nó tàn sát tụi bay, tao hiến tế cho nó giết chết mẹ tụi bay, xong rồi nó đốt vô những cái khu Formosa cho tao bỏ tật chết mẹ tụi bay, mày khốn nạn với tao nha, tụi bay khốn nạn với dân tộc Việt Nam nha, mày biết thế nào là lễ độ. Cho nên khỏi có điều tra mất công mệt. Mấy cái con chó vô đây mà đặt à, người dân Việt Nam đừng nghe lời con Lisa, đừng có giết, đừng có ba sạch. Ô à, coi chừng bị ở tù à, đúng rồi mày đang mày hù đi, đem mày tù ra hù đi. Còn cái thằng tàu coi chết mẹ đang đỉ tao bay luôn, tao cho bỏ tật tao bay, giết tao bay luôn. Mấy cái con chó mà những đây là người của tao bay, tao mà đặt tao bay không có người Việt Nam, người Việt Nam tao bay quá là phải không, tao cho tao làm, tao cho Campuchia làm, tao cho bóng qua nó tàn sát tụi mày hết, nó giết tụi mày, nó bóng tụi mày ra, nó muốn tụi mày ra, mày biết mẹ tụi mày vậy tao. Đó tụi mày theo thằng tao cầm, bỏ tao phải mất dạy. Mặc dù không dám bắt 10 thằng tao cầm chị ạ, à, 10 thằng tàu cẩm bây giờ chém những thằng chó đẻ công an lặt lìa lặt lội cho bỏ tật nghe lời của đảng đỉ để mà đánh đập người dân, bây giờ không ai thèm can. Tàu cẩm hung hăng máu đỏ ướt đầu của những chó đẻ. Dược cẩm không giáp tôi à, nhưng dược cẩm giáp lại giáp cho thủy điện ở Hòa Bình xã tối đa để giết người dân. Việc cẩm đó ra lệnh cho đập thủy điện Hòa Bình xả lũ cả 7 cửa thoát nước, xả lũ ở mức tối để giết người dân và để lại đập chị. Hiện tại nước đã ào ào dâng lên, ngập lên tới hồ ở nhà dân, còn lúa thì bị nước ngập làm thiệt hại nặng nề. Các ao nuôi cá nuôi tôm bị nước tràn vô làm cho cá bơi ra sông hết. Người nông dân vừa bị thiệt hại mùa màng, vừa bị thiệt hại nhà cửa, tổn thất vô cùng nặng nề. Chị ơi là chị đang để 14K giới thiệu tất cả mọi người. Đây là 5 cái cửa xả. À lộn, 5 cái đúng không? À mở 5 cái thôi, còn cái thứ 6 thì nước nó chảy nhỏ giọt. Cảm giác như đây đang là đứng ở trên đỉnh của thế giới rồi. Thực ra thì đây là nước mưa mà. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Trời ơi nó xả lũ ghê gớm lắm. Chị ơi là chị. Cho nó xả nữa đi em. Nó xả bởi vì người dân ở tại miền Tây đó hiền. Đây nè. Nó xả về mà lúa ruộng còn gì nữa. Ôi, người dân miền Tây nó cho tao bay bỏ tật nha. Chị ơi chị ơi, nó xả đập, nó xả ra như vậy rốt cuộc rồi. Bản tin vui như ngày trải hội, hai thằng chó đẻ biên phòng đã bị lũ cuốn mất tích cùng ô tô. Chị ơi đò chị tụng kinh ghê thiệt, chị trù ẻo lợi hại thiệt. Đang kiểm tra lũ lụt, hai cán bộ đồn biên phòng ở Thanh Hóa đã bị lũ cuốn chết con đĩ mẹ nó rồi. Nó gặp thằng hồ chó đẻ, 170 người đang tìm kiếm dọc 40 km sông suối mà không tìm được thân xác của hai thằng cán bộ khốn nạn biên phòng. Chị ơi trời ơi là trời, vui như ngày trải hội. 18:45 ngày
1 tháng 10, Đại quý Nguyễn Thành Chủng và Thượng tá Cao Đăng Cường đều là chính trị viên của biên đồn, biên phòng 503 lái ô tô để làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt theo chỉ đạo của cơ quan và chính quyền huyện Lan Chánh. Nhưng mà khi vượt qua tràn suối Bôn, xã Yên Khương, Lan Chánh thì không biết bị quỷ ma nhập hay sao, hoặc là chị tụng kinh cu hồn nó xô đầu hay sao, mà tự nhiên đất đá tự nhiên nó sạt lở một cái ầm, nguyên một chiếc xe không kịp xử lý nó đã lăn mẹ dưới dòng nước và cuốn trôi ào ào ào. Bây giờ thân xác của hai thằng chó đẻ này không biết ở đâu mà tìm. Chị ơi, trời ơi là trời, cha con của nó tao nói mặt mày méo xẹo. Trời ơi, thằng chó đẻ Lê Đức Tiến, phó chủ tịch huyện Lan Chánh cho biết đây là một điều đau lòng khi mà chính quyền đang phối hợp với công an, biên phòng và tất cả kêu gọi người dân huy động để mà tìm. Vấn đề là những người hai chiến sĩ này, tao cho tao bay tìm đi, tao cho nó có nước nó cuốn chết mẹ tao bay luôn. Bỏ tật tao bay ác, tao bay ác lai, ác báo là vậy đó, cho tao bay chết cha tao bay luôn, tao còn mừng nữa. Bỏ tật mất dạy tao bay. Cho tao bay biết thế nào là lễ độ mà. Mưa lũ miền Bắc chị ơi, trời ơi, sập cây cầu ở Yên Bái luôn. Chị tụng kinh trù ẻo đẳng đĩ nó tiêu tùng rồi chị ơi. Cây cầu ở tại Yên Bái bị sập một cái đùng luôn chị ơi. Trời ơi, 6 người bị cuốn trôi luôn rồi chị ơi. Người dân không đứng lên nó xả đập thủy điện ra như thế này thì kể như là chết rồi chị ơi, là chị. Trời ơi, công nhận lỗi hại thiệt. Trời ơi, vui dữ vậy. Mấy nay sao nhiều tin vui vậy. Cây cầu ở tại Yên Bái bị sụp một cái đùng, bị gãy mẹ nó lật liền như thằng hồ chó đẻ luôn rồi. Trời ơi, vui thiệt. Ở mấy nay nhiều tin vui vậy, chết nhiều vậy, hết thắt cổ rồi, bị chém rồi, bây giờ chúng mày là bị mất tích hai thằng khốn nạn rồi, bây giờ gãy mẹ cái cầu luôn vậy đó hả. Trời ơi là trời, tao vui như là ngày cải hội luôn nghe chưa. Tao bỏ tật tôi bay. Trời ơi chị ơi, còn nữa chị ơi, trời ơi, tạng đĩ này nó không chịu xin lỗi chị là nó chết gãy mẹ nó. Chị ơi, ngày 11 tây tháng 12/2017, đoạn đường gần 70 tỷ đồng chưa làm xong, mới chuẩn bị vừa làm xong bàn giao thì nó đã bị vỡ mẹ nó ra hết trơn rồi chị ơi. Trời ơi, đoạn đường 70 tỷ đồng rồi, tiền của thằng già hồ bây giờ nó đã bị lỡ ra như vậy. Vừa mới nghiệm thu có ngày hôm qua thôi chị. Nghiệm thu vào ngày 10 tháng 10 2017 thì ngày 11 tháng 10 tự nhiên nó bị nứt ra như vậy nè. Vui chưa? Đó các bạn thấy đó, ở trong thiên đường đẳng đĩ là nó như vậy, nó chứ không phải giỡn mặt đâu. Chị ơi chị, nó thấy mọi người lên trên Facebook để mà theo dõi chương trình của chị, tờ báo khốn nạn tuổi trẻ online, nó đã có viết một cái bài là bạn đang tận dụng hay lãng phí thời gian ở trên Facebook. Gái mẹ mày, tao giáng bạc tai mày, chết mẹ mày chứ ở đó. Sao mày không biết tên mày là thằng nào? Mày cái bài báo này mày nói tao nghe đi, để tao đập cho mày, chết mẹ mày. Để mà coi ba cái chương trình xàm xí đú của tụi bay là không có phí thời gian phải không? Hả? Ở Việt Nam bây giờ có công ăn việc làm gì đâu mà phí thời gian. Mẹ nó ra học ra rồi đi về nuôi lợn, hoặc là mặt trời sụp xuống chạy ra bắt đầu là ngồi nhậu nhẹt ở ngoài ngoài. Mẹ nó ra dưới đây là có cái gì đâu mà thời gian ở Việt Nam. Ôi ôi mày đập. Chị ơi, ai nấy đều đọc qua đều thấy được cái lũ chó đẻ đáng đỉ chị à. Nó nói rằng là Facebook du nhập vào nước ta từ cuối năm 2009. Nhưng mà đến giữa năm 2012 thì thật sự như là trăm hoa đua nở. Đảng đĩ đang sợ bởi vì Facebook đã dần dần chiếm lĩnh thị trường số 1 trong các trang xã hội ở tại Việt Nam, làm cho đảng đĩ không còn tuyên truyền được bộ mặt láo khoét của đảng đĩ. Không ai còn nghe, nhất là những trời đất ơi là trời. Cho nên bây giờ nó đưa tờ báo nói rằng lướt Facebook bây giờ là yêu thích của người người, của nhà nhà, của mọi lứa tuổi. Nhưng mà Facebook giúp ta giữ liên lạc với người thân bạn bè, dù xa cách nửa vòng trái đất cũng có thể chúng ta gặp mặt và học được những điều hay. Chúng ta cũng có thể thiết lập được mối quan hệ hữu ích trong việc cuộc sống sở thích. Nhưng mà nó cũng không có kèm theo những điều mà hại, đó là không nên nghe lời của con Lisa, bởi con Lisa nó nói trúng phốc làm cho đảng đĩ kêu bằng tiêu tùng. Nó chim mồi là Phạm Thị Thu Hà, sinh viên đại học Duy Tân ở Đà Nẵng cho biết nhị à. Con ngựa này bắt đầu nó lên nó giả bộ nó nói
À, mình thấy là Facebook á, thì thật sự rất là hữu ích cho các bạn nè. À, mình cũng là thường xuyên lắm mình dùng Facebook, nhưng mà mình lên trển là mình chỉ ca ngợi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh thôi, chứ mình không có nói gì tới cái đảng đĩ cả. Kệ nó bán đất bán gì cho ai thì kệ, chủ yếu là để mình lên trển thư giãn, hoặc là mình vô mình kiếm chồng kiếm vợ thôi, hoặc là mình coi hài kịch xàm xí đúng là được rồi. Cho nên mình không có quan tâm tới xã hội, mà mình cũng không có cần phải quan tâm tới chính trị nữa. À, cho nên mình nghĩ rằng bạn nào mà lên trên Facebook mà quan tâm chính trị hoặc là xã hội, hoặc là tò mò đi tìm những cái vấn đề là chuyện như vậy, thì mình nghĩ các bạn sẽ già đi trước 10 tuổi. Nó đưa cái con ngựa Phạm Thị Thu Hà lên, vấn đề là kêu bằng đó là mẹ góp ý, các bạn thấy ghê không? Các bạn chơi Facebook coi chừng đó, bị già hơn 10 tuổi. Cho nên cái con ngựa mà Thu Hà nó nói, để coi tên gì đây, tên Phạm Thị Thu Hà, sinh viên Đại học Duy Tân Đà Nẵng, nó nói rằng nó là sở dĩ nó trẻ đẹp hoài, nó mãi mãi mà sao không thấy cái mặt mày đâu vậy? Mày mày đăng mà báo cho tao coi cái mặt mày, coi mày trẻ cỡ nào mà mày nói mày lên Facebook mà mày không có thèm quan tâm tới chính trị xã hội thì mày trẻ mãi không già. Ai lên đây đó mà quan tâm chính trị hoặc tò mò tìm những cái chuyện mà những đây là kêu bằng là ngày xa xưa được, cái lực sẽ bị mau già lắm. Chúng tôi đã đưa một nữa tên là Lê Tấn Lý. À, em Lê Tấn Lý là sinh viên ngành kinh tế. Em phát biểu như sau: Facebook đồng ý là sẽ đem lại nhiều thông tin nguồn gốc đa chiều và phân tích cho nhiều người, nhưng chúng ta không nên tận dụng vào Facebook để mà chúng ta tốn khá nhiều thời gian, thay vì thời gian đó chúng ta đi ăn kem với người yêu hoặc kế tiếp nữa là một bạn Nguyễn Ngực, năm nay mới có 24 tuổi, lông mọc chưa có đều, bị ăn đồ độc rụng mẻ lông rồi, bắt đầu cũng là đặt lên chim mồi để chia sẻ. Xã hội thì mình thấy hơi lãng phí, cho nên mình nghĩ rằng với cái lượng thời gian đó thì mình có thể làm nhiều việc hơn, chẳng hạn mình giúp gia đình của mình nấu cơm, quét nhà, cho vịt ăn, như vậy thì coi bộ nó thích hơn, còn hơn là đi lên trên chương trình mà vấn đề là Facebook để làm gì. À, nó chim mồi, các bạn thấy ghê không? Nó chim mồi như vậy đó. Tao là phá rồi đó, tao cho tao mày phá đi. Khi mà nói động tới nó rồi, nói trúng vào điểm nguyệt của nó rồi, cái bắt đầu nó quê rồi, quê sể, bắt đầu nó phá rồi, các bạn thấy không? Gửi cho Lisa ba cái vấn đề là kêu bằng là mẹ ba cái pha vô để mà nó phá cái chương trình của Lisa đó, các bạn thấy nó khốn nạn. Cô giáo ở trường đại học cho biết rằng người nào mà vẫn còn lên trên Facebook, nếu mà có người yêu sẽ bị người yêu bỏ, nếu có vợ thì vợ cũng bỏ, nếu có chồng thì chồng cũng sẽ đi theo người yêu khác, bởi vì không chịu quan tâm đi theo để mà rình bác hồ của chồng hoặc là rình bác hồ của vợ, mà tối ngày cứ lên trên Facebook để tìm hiểu sự thật của con Lisa Phạm, thì kể như mình nghĩ nó sẽ không có đạt được mục tiêu và cuộc sống không có lý tưởng. Tức là chỉ biết là những đây là như là con gà con vịt vậy đó, khốn nạn vậy đó. Các bạn thấy nó khốn nạn không? Các bạn thấy nó dụ không? Đó, các bạn thấy nó dụ đó. Ai ngục hay nghe lời nó đừng lên Facebook đó, cứ việc ở nhà đi đó, ở nhà kiếm người yêu đó, để mà chụp nha. Trời ơi chị ơi, là chị, thằng đảng đĩ này nó khốn nạn lắm chị ơi. Cây xăng
là của đảng Đĩ. Đồng thời, đảng Đĩ còn hô hào khẩu hiệu người Việt Nam dùng hàng Việt Nam để mà bịp bộm, lừa bịp người dân vào đổ xăng trong các cây xăng của đảng Đĩ. Đây là trò hèn khốn kiếp của lũ đảng Đĩ cộng sản để bóp chết cây xăng của Nhật Bản. Chị hãy lên tiếng và nên báo cho Nhật Bản biết phải ngăn chặn sự việc cạnh tranh để phe xăng dầu của đảng Đĩ vẫn tiếp tục được vấn đề là độc quyền bán xăng dầu để hút máu người chị ạ. Chị giá cho nó đóng cửa cây xăng Nhật luôn đi, bỏ tộc thằng Nhật này cũng khốn nạn mà đặt đem qua diện trợ không hoàn lại một tỷ đô la. Mẹ nó nói cái thằng đó, cái thằng Nhật này là chị cũng tâm gan cho nó đốt cây xăng của thằng Nhật. Những người nào mà những này là cộng đồng, mà những này là kêu bạn là nhà chủ tịch cộng đồng, mà những này là ở bên Nhật phải nói cái tin này cho chính phủ của Nhật nó biết, mà cho nó ngưng nó cốt bỏ cái đảng Đĩ này, không có cho một đồng xu các bạn. Gặp ta tao cho nước đái cho đảng Đĩ các mày ăn. Chó đẻ tao mày, nói cho tao là tao đâu mà tao mui ghen tao bây ra. Tao mà tao diễn trợ cho tao mày, bỏ thật, nó mất dạy như đó mà diễn trợ cho nó hoài. Nói cho thằng Nhật này chứ cũng sôi gan ối máu thằng Nhật này. Đè đầu cái của mẹ đi. Gặp chị hả chị cho cái cùi lôi. Đặt tao vô tao phá hết nền kinh tế của đảng Đĩ, tao phải nghiệt cái đảng Đĩ, nó Đĩ của tụi bay nghe, mà tao diễn trò cho tụi bay vô bỏ tật đi. Lịch sử quá, mẹ bên cái đảng Đĩ bà đặt đi qua đổ xăng xong rồi cuối gạt người xuống chào đó, các bạn thấy không, người Nhật nó dạy cho người Nhật bắt đầu là người Việt Nam đổ xăng xong rồi phải cuối gạt người xuống chào, rốt cuộc bây giờ nó chơi dơ, nó không có cho vấn đề là kêu bằng là mẹ nó ra công chức vô đổ xăng trong cây xăng của Nhật, bỏ tật mất dạy. Nghe lời tao là phải trừng phạt nó, phải giết đảng Đĩ, tao là phải thân trừng đảng Đĩ. Các bạn thấy Lisa hay không? Bây giờ hàng quá của thằng đảng Đĩ bây giờ qua đây là bị tiêu tùng hết trơn. Tao báo với vấn đề là cái bạn ở bên Mỹ, bây giờ tao rảo vô trong chợ hả kho gờ, nó gặp mặt tao nó sợ tao như bà nội nữa. Tao vô tao thấy tao để cái chữ mà Made in Việt Nam, cái mẹ tao bây giờ tao cái đảng Đĩ tao bị thui găng tao bị bỏ tật, bỏ tật bắt bà nội tao bây chưa bỏ chưa hả? Tao phá nền kinh tế bây giờ tiêu tùng rồi chưa hả? Các bạn đừng có đổ xăng của nó nha. Thằng Tàu nó để ba cái đồ mà vấn đề là quá chất ở trọng, nó nổ một cái đùng là bể Bắc Hồ của các bạn, là các bạn kể như là mẹ vợ nó bỏ ráng chịu, tao bỏ thật đó thì kìa. Hôm qua hôm kia đi sao đưa cái tin đó, đang chạy xe tự nhiên nổ một cái đùng mẹ nó ra, nguyên cái hộp xăng nó nằm ở chỗ Bắc Hồ, nó nổ lên văn mẹ Bắc Hồ hết trơn rồi, nó đâu dám đăng báo đâu. Cho nên những người dân ở Việt Nam á, cẩn thận nha, ai mà đi vô mà mua những cái cây xăng của đảng Đĩ là coi chừng để nó hút tiền các bạn, cho nên phải lựa cây xăng. Hễ mà nó kêu tẩy chai là người dân ào ào vô mua cho Lisa, để cho mấy thằng cán bộ đầu bò nó đừng có mua, nó đi ra nó đổ xăng của thằng Tàu cặm đi cho nổ Bắc Hồ, nó chết mẹ nó cho Lisa. Đó, cho nên người dân Việt Nam các bạn thấy cây xăng nào của Nhật là các bạn phải ào ào vô để mà các bạn mua, các bạn đổ cho Lisa để tao quảng cáo cho thằng Nhật. Nhưng mà tao cũng tức thằng Nhật này, thằng Nhật phải nghe lời tao là phải cắn dưỡng nó cho tao, phải môi nghe nó ra. Nói với tao là cứ có như vậy thôi, thằng Nhật là tao cũng cầm gan thôi. Đây mà cái hãng xưởng của mày, Hitachi mẹ tụi bay, Hitachi mẹ nó ra nó qua, mẹ nó ra nó kiếm chuyện tụi bay khỏi có cọ như trở thành đủ mẹ kim chi hết trơn rồi bà. Hitachi Yosuke đi thôi, tôi với thằng đạt đế là tao mới ra mà giữ tao nó đi đấy thôi, mày khốn nạn. Chị ơi là chị vì xả lũ làm nước ngập cho nên thằng bí thư tỉnh Thanh Hóa đi thị sát bằng bè. Trời ơi là trời, khốn nạn lắm chị ơi. Do người, nó bắt người dân phải kéo nó đi lê lết thời thế kỷ 21 mà người dân Việt Nam mình cũng chưa nhìn ra được cái đảng Đĩ này. Con Đĩ ngựa bí thư đảng Đĩ cộng sản là Nguyễn Thị Tâm, nó đã mặc cái váy và nó đội cái nón của thằng già Hồ là nón bộ đội, nó đi dài cao gót đứng ở trên bè rồi nó bắt một người dân, vấn đề là phải kéo nó đi vòng vòng để mà thị sát về lũ lụt. Hậu quả là người dân kéo bè vừa mệt vừa lạnh vừa bị mưa cho nên đã đổ bệnh. Còn con Đĩ ngựa bí thư thì nó về nó viết báo là tình hình lũ không đáng lo ngại, cứ để cho người dân chết mẹ nó đi, bởi vì cứ thấy lũ lo ngại. Khốn nạn chưa, bắt người dân vấn đề là cầm cái bè kéo toàn ten, mẹ nó con Đĩ bí thư Tâm nó đứng ở ngoài trước, còn con ở ngoài sau là trợ lý cho con bí thư. Tao nói cái thiên đường mà con Đĩ mà xã hội là nó khốn như vậy đó, các bạn thấy không, hình ảnh này báo
chí nó đăng mà. Tôi đâu có nói gạt đâu nè. À, thấy đẹp ghê không? Đội cái nón của thằng chó đẻ, nón tai bèo, nón bộ đội. À, bắt đầu cầm cây dù trong khi người ta kéo đi mẹ nó ra những đây là mưa. Mẹ ướt bắt hồ mẹ nó hết trơn rồi. Các bạn coi khốn nạn không đó. Có cái người thanh niên ngoài trước hai người cầm dây kéo đi mẹ nó ra những đây là kêu bằng bà chủ tịch đứng trên cái bè. Mà đã vậy là đứng trên bè còn sợ ướt phải cầm dù, cầm gậy như vậy đó các bạn thấy. Cái chế độ mà nó khốn nạn như vậy đó. Cái chế độ của thằng hồ chó đẻ là nó như vậy. Ừ. Chế độ của thằng khốn nạn, thằng hồ súc vật là nó như vậy đó. Cho nên Lisa nói các bạn đâu có hay nha. Chị ơi là chị, hôm nay Đại hội Trung ương 6 đã kết thúc và đã thông qua một quyết định quan trọng. Tức là theo lệnh của Tàu Cộng thì Trọng Lũ đã quyết định áp dụng mô hình chính trị y như Tàu Cộng để cho Việt Nam chuẩn bị sáp nhập vào Tàu Cộng. Tức là Trọng Lũ mới ra lệnh cho bí thư cấp huyện, xã, phường luôn chức chủ tịch huyện, xã, phường. À, Lisa đã nói rồi, nói cách đây lâu rồi. Tức là nó sẽ gộp chung lại hết, tức là không có còn là bí thư con mẹ gì nữa, trong tương lai cũng đéo có tổng bí thư nữa. Chỉ có chủ tịch nước và tổng bí thư là chung một chức vụ, giống như thằng Tập Cận Bình bên kia vừa là chủ tịch đảng mà vừa là tổng bí thư như vậy. Thì bây giờ những thằng bí thư ở huyện đồ kia nó dẹp mẹ nó hết, chỉ còn có một thằng chủ tịch thôi là được rồi, kim luôn chủ tịch luôn, khỏi có thằng nào bí thư. Rồi bắt đầu nó canh me những thằng này mà vô làm bí thư rồi, cái bắt đầu nó qua nó hỏi chen tròn chia leo chiều phèo chiều rồi đó. Bắt đầu qua nó chuyển tiếng Tàu vậy đó. Cái nó qua cái nó hỏi vậy giờ sao rồi tại ca, anh nói bây giờ tạm thời đừng có manh động bắt cầm cái lũ Việt Nam, con dân Việt Nam nó nhìn thấy lộ liễu lắm, mặc dù biết nó ngục nó ngu nó sợ nhưng mà bây giờ cứ để cho nó đưa người của nó lên đi, giỏi lắm là kêu nó chọn những cái thằng nào mà mặt bư đầu bò đó, kêu nó lên nắm chủ tịch đi. Rồi bắt đầu là mình đã tập trước rồi, mình dợt rồi, cho nên sau này có đưa người Tàu qua thì vừa nắm bí thư mà vừa nắm chủ tịch luôn. Mấy thằng này nó đâu có làm cả đời, nó cũng về già, nó mẹ nó hết trơn rồi. Lựa coi thằng nào mà già già mà chuẩn bị mà kêu bằng là ngán cơm mà thèm đất đó thì đưa nó lên làm luôn chủ tịch kim bí thư luôn. Thằng đầu bồ không biết mắt gì, nó sống dài quá. Đại ca, nó còn làm lâu dài lắm. Trời ơi, chỉ cần chúng ta nhẫn tâm một chút thôi, mẹ nó làm ra gì không thấy hả, mình nó nổ cái khí ghét ông bồ nít mẹ trâu con bò nó còn ói máu nó ra, nó con chó còn nằm lặt lìa lặt lội, nó con người sao mạnh bằng bò bằng heo bằng trâu. Cho nên chỉ cần xì ra một cái ống nước thôi hoặc là thải cái chất ghét ra thôi là nó chết mẹ nó hết, nó có mẹ gì. Trời ơi, chỉ cần chúng ta nhẫn tâm một chút là chúng ta đã hoàn thành sự nghiệp. Trời ơi, đối với đảng Đĩ là nó phải như vậy. Đây là mô hình chính trị tập quyền, độc quyền của Tàu Cộng để mà quản lý đơn vị hành chính nhỏ dễ dàng hơn. Lý do là Trọng Lũ áp dụng là để cho giống ở bên Tàu Cộng. Bên Tàu Cộng không có bí thư, thằng chủ tịch quận, huyện, xã là bí thư luôn. Cho nên bây giờ nó bắt chước theo cái mô hình của Tàu Cộng. Lý do Trọng Lũ áp dụng là để cho giống bên Tàu Cộng, để khi sáp nhập thì người Tàu Cộng chỉ cần qua nắm các chức bí thư này là sẽ quản lý cả một cái huyện, xã, phường của Việt Nam mà không có rắc rối chị ạ. Ngay sau khi Đại hội 6 mà kết thúc thì thằng Trọng Lũ đã cho thanh trừng đàn em của Trần Đại Quang Thiệt là Vũ Nhôm, Phan Anh Vũ. Trọng Lũ đã ra lệnh cho cơ quan an ninh A92 của Bộ Công an đi thanh tra hết tất cả nhà cửa, đất đai của thằng Vũ Nhôm. Đây là chiêu mượn thanh tra để có cớ thanh trừng của phe Trọng Lũ, vừa có thể triệt hạ đàn em của Trần Đại Quang Thiệt mà vừa có thêm bằng chứng để mà xử thằng Trần Đại Quang Thiệt. Cho nên hàng loạt nhà công sản, dự án giá trị của ông Phan Vân Anh Vũ đã bị điều tra, chính là Vũ Nhôm.
Bạn thấy khốn nạn như vậy đó, ai còn ngục ngu nữa đi. Tao cho bỏ cái tật, nói rồi không nghe, ở trong nước chờ cho bây giờ đâu có nhảy được nữa đâu. Chị ơi, bất ngờ nó đã vấn đề là kêu bằng là hả đổi mã số của sàn chứng khoán kìa chị, rồi bây giờ nó còn nói rằng nguyên nhân mà nó đổi là kể như nguyên nhân nó đổi sàn chứng khoán là bởi vì nó sợ sao Thái Bạch của Trầm B. Mẹ xác cơm băng, vấn đề là kêu bằng là TB, tức là xác cơm băng của Trầm B. Thì bây giờ nó đưa cái thằng Công Minh lên, nó vào nó lấy là vấn đề là kêu bằng Công Minh. Thì bây giờ nó lý do tôi đề chữ tắt là chữ S là xác cơm băng, và chữ cờ với chữ M tức là công bình và minh bạch. Mà nội mẹ mày, mày lơ mày làm coi mày có minh bạch không mà mày xạo. Cho nên cái tên của mày Công Minh thì mày lấy sắt cơm băng Công Minh mẹ nó đi, bà đặt nó nói chi vậy. Hỏi gì chứ tại sao mà lại bỏ đi cái tên mà sắt cơm băng mà TB tức là chữ S rồi chữ T với chữ B đó, tức là Trầm B đó. Thì nó nói rằng là thay nó không dám nhắc cái tên Trầm B, mà nó nói rằng là bởi vì cái sắt cơm băng này đó là để cái tên chữ T với chữ B đó là sao Thái Bạch. Ý trời đất ơi, đảng đỉ bây giờ nó còn bị tin dị đoan nữa, mẹ nó nghe thằng này phải cho ở tù nè, cái vụ gì mà sao Thái Bạch vậy. Nó đăng lên tờ báo các bạn thấy rõ ràng chứ bộ Lisa đâu có nói gạt các bạn đâu. Trời ơi là trời. Cho nên những này là kêu bằng nó là mẹ nó ra, các bạn thấy rõ ràng vậy đó, nó khốn nạn vậy đó, đặc biệt là nó khốn nạn nó như vậy đó, các bạn thấy. Lisa đâu có nói quan nó ức lên đâu. Các bạn không tin các bạn vào các bạn coi, viết một tờ báo nó đăng lên, nó đăng thẳng lên tờ báo luôn, tuổi trẻ đó các bạn vô các bạn coi đi. Các bạn vô các bạn coi tờ báo tuổi trẻ nó nói đi. Bởi tao nói nó lừa bịp người dân Việt Nam. Cho nên, tóm lại, người dân Việt Nam phải mạnh mẽ. Người dân Việt Nam phải can đảm, phải đốt sạch, phải giết sạch, phải cướp sạch, phải phá sạch. Không có nói nhiều. Chỉ vậy thôi. Nha. Ông Dương Công Minh nói về đổi mã chứng khoán sắt cơm băng, ông cho rằng sở dĩ ông đổi mã chứng khoán STB của sắt cơm băng bởi vì dịch ra là sao Thái Bạch, cho nên sao Thái Bạch thì sạch nhà, cho nên ông phải thay thế đổi thành SCM, tức là chữ C, chữ cờ, tức không phải là Công Minh của tên tôi mà là công khai, còn chữ M là minh bạch. Cho nên tôi đổi thành là chữ S, chữ C và chữ M không phải là xác cơm băng của Công Minh mà là xác cơm băng của công khai và minh bạch. Còn cái xác cơm băng mà STB là xác cơm băng này là thuộc về sao Thái Bạch. Ủa? Thằng xác cơm băng của Trầm B nó sao Thái Bạch, bây giờ mày nhảy vô mày nắm cái xác cơm băng, bây giờ cái chữ xác cơm băng nó không phải là sao Thái Bạch nữa hả? Bây giờ nó là sao minh bạch hả? Gái mày á, mày tao giá bạc tay mày chết mày á, mày vô chỗ đó mày đặt mày lý luận. Thôi, chương trình đã hết. Lisa hẹn gặp lại quý vị và mong làm sao nhận được nhiều tin vui của nhiều con chó tại đảng đỉ cộng sản chết. Chết một con Lisa càng vui mừng. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye. Tế Quỳnh Ngọc Bác, công an xã Bắc Sơn, rồi chém thằng đầu bò Trịnh Hoàng Đức, phòng cảnh sát cơ động, bị thương. Sau đó thì nhóm ba thanh niên đã rút lui an toàn. Hai thằng công an được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để điều trị vết thương chị ạ. Vui thiệt. Chị ơi, tiếp tục công ty doanh nghiệp Tàu Cộng ở thành phố Hồ Chí Minh, cẩu tặc, nó đã thải khí độc Ammonis vào không khí, làm cho 4 người Việt Nam bị nhiễm độc nặng, tách mạng nguy kịch. Mọi gia súc, chó, mèo, heo, gà, đều già gia cầm, đều ngã lăn ra chết hàng loạt chị ạ. Theo lời kể của người dân thì công ty Tàu Cộng Vĩnh Lộc chuyên sản xuất gas lạnh đã NH3 đóng ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh không biết vô tình hay là cố ý lại cho nổ bồn chứa gas vào lúc 8 giờ 30 ngày hôm nay, thải ra vô lượng khí độc Ammonis. 4 người Việt Nam ở gần đó đã bị cay mắt, khó thở, rát mắt và bị nôn ói chị ạ. Sau đó đã đưa tới bệnh viện Bình Chánh. Sau khi được sơ cứu ban đầu, rửa mắt, súc miệng, tắm rồi
thì chuyển qua bệnh viện Tri Phương để tiếp tục cấp cứu. Vụ thải chất độc vào không khí này đã khiến mọi người dân xung quanh và 1.000 học sinh trường tiểu học An Phú Tây 2 phải di tản tới nơi an toàn. Hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân tại khu vực đã ngã lăn ra chết la liệt chị ạ. Các bạn thấy khốn nạn như vậy đó. Chiến sĩ Ba Sạch đã thanh toán một cây cột điện ở tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bản tin ngắn gọn, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, một chiến sĩ Ba Sạch đã thiêu hủy và đốt rụi một cây cột điện to chính ở vòng xuyến huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc một cách quá dễ dàng và thành công vượt bậc chị ơi. Cây cột điện đã nghe lời và đã cháy, ta nói âm ỉ, tiếng nổ lách tách, rất là vui chị ạ. Ở Việt Nam mọi người các bạn phải có vấn đề là bản lĩnh chính trị như vậy. Trong tương lai sẽ còn nhiều nữa và nhiều nữa. Hãy tiếp tục cho chị. Không có thể nào mà dừng bước lại được. Tới cái thời buổi này rồi là chúng ta phải hành động. Đến thời buổi này là phải hành động. Không hành động là đảng Cộng sản nó sẽ trèo trên đầu của cả. Các bạn thấy không? Đó, cây cột đèn nổ nó tắt đẹp đi không? Này không có báo chí mẹ cho nó, chỉ có quay lại để cho mình cho chị thôi. Báo chí đâu dám đăng đâu. Cột này có cơ rồi, cột này mới là. Tại có 8 hay có làm cho cột đấy mày. Em nó xẹo ghê ạ. Lũ đầu bò tụi bay sợ, lũ đầu bò tụi bay không dám. Không dám chứ này là kêu bằng là mẹ nó là đăng báo chí về cái cột điện để mà cháy. Tụi bay không dám thôi. Nó sợ đâu. Chị Lisa ơi, chị Lisa buồn lắm chị ơi. Khu tên lửa. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến quý vị đó là: chị ơi, là chị, hôm nay là ngày thứ tư 11 tây tháng 10 năm 2017. Ba Sạch đã đốt trụi phòng karaoke Phương Anh tại thành phố Hòa Bình. Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại phòng hát sướng karaoke nằm trong quán cà phê Phương Anh tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, đã được một chiến sĩ ta giả làm khách để mà đến viếng thăm và đã lẳng lặng quăng một mồi lửa vào một phòng karaoke đang được lắp đặt thiết bị. Ngọn lửa đã nhanh chóng phực lên kèm theo cột khói cao bốc ra. Chỉ trong vài phút, đám cháy đã bùng phát dữ dội, đã khiến lũ đầu bò phải cháy cho cháy, phải cử 3 xe chữa cháy cùng nhiều thằng đầu bò đến hiện trường để mà tổ chức cứu chữa. Đến 2 tiếng sau, ngọn lửa mới bị dập tắt, nhưng toàn bộ phòng karaoke tại tầng 3 đã bị thiêu sạch chị ạ. Tặng nhiều cành hoa cho những chiến sĩ Ba Sạch đã, vấn đề là kêu bằng là thực hiện được những cái vấn đề là sự kiện này. Đây là phòng hát karaoke đã được phần lửa lên. Các bạn thấy rõ ràng. Hãy tiếp tục như vậy để cho Lisa bỏ cái tật mà ăn chơi sướng trát lọn. Chị ơi chị, căn phòng ngọn lửa đã thiêu rụi quán karaoke ở trong chị ơi. Giỏi. Chị ơi chị, tiếp theo nữa chị tụng kinh trù ẻo hay quá chị ơi. Trời ơi là trời, Ba Sạch đã treo cổ thằng phó trưởng phòng tài chính kế hoạch ở tại thị xã Ayupa hôm qua, bắn chết thằng chó phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Hôm nay người dân ở thị xã Apa đã bắt chước bản lĩnh chính trị Ba Sạch, đã thanh toán thằng chó phó trưởng phòng tài chính kế hoạch ở thị xã này và đã bí mật bắt đi thằng này vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày thì lũ côn đồ công an đã tìm thấy thằng lãnh đạo cộng sản tài chánh đã chuyên hút máu người dân chết
ở trong tư thế bị ai đó treo cổ ở khu vực núi Trường Bắc thuộc Buôn Chư Phăng A, xã Chư Phăng, thị xã A Phăng. Đúng là người dân ở khắp cả nước đã bắt đầu bắt chước lẫn nhau thực hiện bản lĩnh chính trị. Phải như vậy. Tiếp tục quan hô cho chị. Người dân đã tiếp tục bắt chước ba sạch với lũ đầu bò công an và cảnh sát cơ động. Vào giữa đêm ngày 8 tháng 10, lũ côn đồ công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đang cùng mấy thằng cảnh sát cơ động đầu bò tỉnh Đồng Nai tiến hành kiếm ăn trên địa bàn huyện Trảng Bom. Khi đi đến khu vực tiệm sửa xe VP đoạn ấp An Chu, xã Bắc Sơn thì đã bị ba thanh niên dùng dao lao vào chém đứt gân tay trái thằng đồ. Biết chưa? Không có ai mà ngục không tụi bay đâu. Chỉ có tụi bay giả bộ, tụi bay chơi cái màn kinh kha. Thời buổi này là thời buổi internet, đừng có chơi cái màn kinh kha ở đây nha. Đừng có chơi cái màn kinh kha ở đây. Mệt lắm. Bắt đầu những cái ngày hôm nay, Lisa đã đưa cho các bạn coi những cái tin tức rất là nóng bỏng ở trong nước Việt Nam. Các bạn thấy rồi đó. Hôm nay có rất là nhiều những cái tin chính trị mà đang loạn cào cào ở trong xã hội Việt Nam. Thì một thằng chó phòng tài chính Việt Cộng đã treo cổ tự tử vào ngày 10 tháng 10. Nói là nó tự treo cổ, nhưng cũng có thể có người giết nó chết rồi tạo hiện trường treo cổ nó lên. Thằng chó đẻ Việt Cộng Đỗ Xuân Thạch là phó phòng tài chính ở Đắk Lắk đã treo cổ tự tử. Không biết treo cổ ở nhà không treo, đi vô trong khu rừng để treo cổ. Nhiều khả năng đây là ám sát lẫn nhau hoặc là thanh trừng lẫn nhau chứ không phải là tự tử. Bởi tự tử thì ở nhà treo cổ chứ làm gì mà phải đi vào khu rừng vắng vẻ để treo cổ. Hiện tại xác của thằng chó đẻ này đã được đưa về nhà để mà mai táng. Nhưng mà nó không dám điều tra sự việc. Các bạn thấy như vậy đó. Thảo đề na vấn đề là cái bạn là treo cổ mà chạy thuốc ở trong rừng để mà treo cổ. Đó, các bạn thấy không? Đó, toàn ten đẹp ghê không? Đó, tao nói chết một con thì đổ một lon thôi chứ không có sao hết. Chị ơi là chị, hai thằng công an đã bị thằng Tàu Cộng nó chém bị thương nặng ở tại Đồng Nai chị ạ. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 9 tây tháng 10 tại Đồng Nai, có khoảng 10 thằng lính của Tàu Cộng nó ăn mặc áo công nhân đang ngồi nhậu trong một tiệm sửa xe ở tại Đồng Nai. Rồi một nhóm công an đi ngang qua thấy nhóm nhậu này có tiền cho nên muốn đòi hối lộ. Nhưng mà 10 thằng Tàu Cộng đã không cho tiền, còn vác mã tấu để mà chém cho những thằng công an này. Hậu quả là cả nhóm 9 thằng công an Việt Cộng bị 10 thằng Tàu Cộng rượt chém tơi bời, phải chạy trốn rồi gọi công an tỉnh xuống để mà tiếp viện. Trong đó có một thằng công an bị chém đứt lìa gân tay, một thằng bị đâm thủng vào bụng phải đi cấp cứu ở trong bệnh viện Đồng Nai, vài thằng bị chém đổ máu phải vô bệnh viện để mai vết thương. Còn nhóm của cái lũ Tàu Cộng thì vẫn không sao, vì công an đảng đỉ quá sợ Tàu Cộng nên chẳng dám đi bắt. Hiện tại đã có tin cho biết cả 10 thằng Tàu Cộng này đều là nhân viên an ninh, người của Tàu Cộng làm việc ở trong Formosa, Đồng Nai, nên công an Việt Cộng không dám vào để mà hỏi tội và điều tra. Nó bỏ tật, chém lặt lìa lặt lội luôn như vậy đó các bạn thấy. Đảng đỉ nó giấu tin tức cho nên chị bắt đầu đưa nhiều cái tin tức cho các em thấy. Báo chí thì nó đăng lên là đi ra nhắc nhở đúng giang hồ, hai chiến sĩ công an đã bị chém lặt lìa gân tay mà bị nhóm giang hồ tới chém để trọng thương chị. Tao cầm tụi bay, tại vì tụi bay bú liếm trong Tàu Cộng cho nên tao phải Tàu Cộng. Nhà đốt cũng là Tàu Cộng, cây điện đốt cũng là Tàu Cộng. Trong tương lai là tao không cho chiến sĩ ba sạch của tao không có nói trên chương trình, tao còn Tàu Cộng. Tụi bay cũng mà có một chó, tụi bay mà khốn nạn, cái lũ chó này hết, tụi bay buông Tàu Cộng.
lũ chó để tao bay, tao bay bố liếm tao cầm người dân, người ta biểu tình, tao chấm tao cầm, tao bay bắt đầu tao bay binh tao cầm, tao cho nó giết chết mẹ tao bay, cho tao bị bỏ tao, tao âm thầm tao bí mật tao đi đêm với tao cầm, tao cho nó qua nó tàn sát tao bay, tao hiến kế cho nó giết chết mẹ tao bay, xong rồi nó đốt vô những cái khu Formosa cho tao bỏ tật chết mẹ tao bay. Mày khốn nạn với tao nha, tao bay khốn nạn với dân tộc Việt Nam nha. Ừ, mày biết thế nào là lễ độ, cho nên khỏi có điều tra mất công mệt. Mấy cái con chó vô đây mày đặt ra, người dân Việt Nam đừng nghe lời con Lisa, đừng có giết, đừng có ba sạch, ô à, coi chừng bị ở tù. Ờ à, đúng rồi, mày đang mày hù đêm đêm mày tù ra hù đi. Còn cái thằng tàu coi chết mẹ đang đỉ tao bay luôn, tao cho bỏ tật tao bay, giết tao bay luôn. Mấy cái con chó mà những đây là người của tao bay, mày đặt tao bay không, người Việt Nam, người Việt Nam tao bay quá rồi phải không? Tạo cho tạo làm, tao cho Campuchia làm, tao cho bóng qua nó tàn sát tụi mày hết, nó giết tụi mày, nó bóng tụi mày ra, nó mất tụi mày ra. Mày biết mẹ tụi mày vậy tao? Bỏ tụi mày theo thằng Tàu cầm, bỏ tao phải mất dạy. Mặc dù không dám bắt 10 thằng Tàu cầm chỉ ạ, 10 thằng Tàu cầm bây giờ chém những thằng chó đẻ công an lật lìa lật lội cho bỏ tật nghe lời của đảng đỉ để mà đánh đập người dân, bây giờ không ai thèm can. Tàu cầm hung hăng máu đỏ ướt đầu của những chó đẻ Diệt Cẩm không giáp tôi à, nhưng Diệt Cẩm giáp lại giáp cho thủy điện ở Hòa Bình xã tối đa để giết người dân. Việc cầm đó ra lệnh cho đập thủy điện Hòa Bình xả lũ cả 7 cửa thoát nước, xả lũ ở mức tối để giết người dân và để lại đập chị. Hiện tại nước đã ào ào dâng lên, ngập lên tới thờ ở nhà dân, còn lúa thì bị nước ngập làm thiệt hại nặng nề. Các ao nuôi cá nuôi tôm bị nước tràn vô làm cho cá bơi ra sông hết. Người nông dân vừa bị thiệt hại mùa màng, vừa bị thiệt hại nhà cửa, tổn thất vô cùng nặng nề. Chị ơi là chị đang để 1-4 ca. Giới thiệu tất cả mọi người, đây là 5 cái cửa xả. À lộn, 5 cái đúng không? À mở 5 cái thôi, còn cái thứ 6 thì nước nó chảy nhỏ giọt. Cảm giác như đây đang là đứng ở trên đỉnh của thế giới rồi. Nhưng thực ra thì đây là nước mưa. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Trời ơi, nó xả lũ ghê gớm lắm. Chị ơi là chị. Cho nó xả nữa đi em. Nó xả bởi vì người dân ở tại miền Tây đó hiền. Đây nè, nó xả về mà lúa ruộng còn gì nữa. Ôi, người dân miền Tây nó Bình Tân bây giờ toàn là tàu cẩm không mà chị à. Ở đó có ngôi chùa Huệ Nghiêm với diện tích là 29.000 mét vuông, mà nghe đâu là những thằng tàu cẩm nó đã qua và nó nói nó đã mua cái khu đất này rồi để mà nó chuẩn bị nó lấy khu đất này đó chị à. Ghê vậy đó à. Chào bạn ngày mới vui vẻ, có thể Lisa nói về thằng Nguyễn Ngọc Lập thiếu quý Việt Nam Cộng Hòa đang sống ở Mỹ, câm cái mồm thúi của nó lại. Còn vì sao mình nói vậy, bạn thông cảm tự tìm hiểu trên mạng, mình viết ra không có tiện. Em yên tâm, bạn yên tâm nha. Có những người nói là thằng này nó về, nó giả bộ, nó như vậy đó, nó chơi cái màn kinh kha. Nhưng mà trước mắt là cảm thấy là nó đã thua rồi. Nó đã thua rồi chứ kinh kha cái mẹ gì. Kinh kha kinh gì ở đây hết trơn á, cho nên những này là xạo thôi. Các bạn coi đi, chị ơi chị, trời ơi, gà cho nó bị chết quá trời đó. Thằng Tàu nó thải khí độc ra, các bạn thấy chết không đó? Con ơi dậy đi con, trời ơi nó uống ba cái quá chất nó chết mày hết con, rồi dậy đi con ơi, đó dậy đi mẹ thôi nó. Dậy đi con. Cho nên phải đốt sạch cho chị.
những cái hãng xưởng của thằng Tào Cộng phải báo thù, phải đốt sạch cho chị. Mình không có quan trọng đâu, mình chính nghĩa, cho nên những con chó nào mà nó về nó bưng bô, cho nó về bưng bô. Có nhiều người nói với chị cái tin Nguyễn Ngọc Lập là chị biết lâu rồi. Có những người vô nói với chị nó giả bộ nó làm kinh kha để nó về, để mà vấn đề là kêu bằng nó là mẹ nó tìm cách để mà nó coi tình hình trong nước làm sao mẹ nó cơ. Ngục thì nói mẹ nó ngục đi, mà đặt kinh kha thời buổi này làm cho cộng sản nó ngục. Tao còn báo cho tụi bay biết đó ha, cái lũ mà bưng bô tụi bay biết, nhất là thằng Hài Hoài Linh. Thằng đảng đỉ nó nghiến răng trèo trèo vụ cái nhà tổ, nhà thổ gì của mày đó mày xây lên đó. Tao cho mày biết, ở tại quận 9. Đúng ra là thằng đảng đỉ ở ngoài trung ương nó ra lệnh là dỡ bỏ cái nhà tổ, cái khu đất ở tại quận 9 của mày. Nhưng mà bởi vì báo chí nó lên quá trời, cộng đồng người Việt Nam người ta chuẩn bị, người ta mong cho nó dẹp đi, để mà người ta cười trên đầu, ỉa trên mặt của con gái mẹ thằng Hoài Linh. Bởi vậy mà cho nên thằng đảng cộng sản nó mới giả bộ, nó im lặng để cho thằng này xây cất lên. Cho các bạn biết một câu như vậy. Nó nói rằng là thằng Hoài Linh nếu bây giờ mà dỡ cái nhà tổ này đi thì nó ôm tiền bạc nó trình diễn ở tại Việt Nam đó, nó đem qua bên Mỹ này. Cho nên chi bằng chúng ta chơi một cái âm mưu chính trị, cứ để cho nó xây lên đi. Bởi vì nó xây ở trên đất Việt Nam cũng là của mình. Cho nên khi nó chết mẹ nó rồi thì mình có thể mình giải tỏa, mình lấy cái khu nhà tổ này của nó. Còn nếu mà vấn đề là kêu bằng nó có ủy quyền cho ai đi chăng nữa thì sau này khi mà một ông nào đó con cháu của mình mà đi lên rồi thì mình sẽ giải tỏa cái khu nhà tổ, nhà thổ gì của nó chứ có mẹ gì đâu. Cho nên mày xây nhiều nhà tổ nữa đi. Báo cho mày biết một cái tin như vậy nữa. Tụi mày đừng có ngục. Ở đây người ta biết hết trơn à. Nha.